Quyển vở tổng hợp mà học sinh nào cũng có. Một quyển vở mà chép 9 môn, đó là cửu âm chân kinh. Một quyển vở mà chép 6 môn, đó là lục mạch thần kiếm. Một quyển vở mà chép 1 môn, đó là nhất dương chỉ. Một quyển vở mà 18 năm học vẫn dùng không viết chữ nào, đó là giáng long thập bát trưởng. Một quyển vở mà không chép chữ nào, đó là vô tự thiên thư.